Hơn 50 tác phẩm gỗ lũa nguyên khối tại khu du lịch Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được tạo tác thành những tác phẩm nghệ thuật. Nét độc đáo tại khu du lịch Mỹ Luông là những khúc gỗ lũa nguyên khối được các nghệ nhân bậc thầy chế tác thành nhiều tác phẩm nghệ thuật như hòn Nông Bộ, các tượng điêu khắc Quán Âm Bồ Tát, tượng Phật Thích Ca, tượng 12 con giáp. Đường nét tỉ mỉ, sắc sảo đến từng chi tiết của tác phẩm được người xem thán phục. Theo ông Phan Văn Khánh, đại diện chủ đầu tư khu du lịch Mỹ Luông, việc có được những khúc gỗ lũa là cả một cơ duyên. Ông Khánh nói, nhà mình nằm cạnh sông Tiền nên thường thấy người dân làm nghề đánh bắt cá rất nhiều. Mỗi khi họ bị mắc lưới vào khúc gỗ ở đáy sông, mình đến giúp họ gỡ lưới và kéo gỗ lên. Mình cũng giúp họ ít chi phí để vá lại lưới. Ban đầu chỉ nghĩ chuyện giúp người, nhưng dần về sau gỗ nhiều quá nên mới có ý định nhờ thợ đặt nên những tác phẩm để làm du lịch. Cũng theo ông Khánh, không phải khúc gỗ nào được vớt từ dưới sông lên cũng tạo tác thành tác phẩm được. Gỗ đưa lên bờ phải để lại 1-2 năm xem sao. Những khúc gỗ mục sẽ bị hủy, số còn lại tiếp tục xem xét đủ chất lượng mới đưa vào sử dụng. Gỗ lũa rất cứng, không bao giờ bị mối mọt, mục nát và các tác động của nắng, mưa, côn trùng hay dòng chảy của nước, vì chúng có tuổi đời hàng trăm năm. Vì vậy, những tác phẩm từ gỗ lũa rất có giá trị. Độc đáo nhất là bức tranh gỗ lũa nguyên khối có chiều dài đến 24,5m, bề hoành hơn 2m. Bức tranh này được nghệ nhân tạo tác tỉ mỉ các phong cảnh làng quê Việt như đám cưới chuột, hoa cảnh vinh quy bái tổ, nông dân làm ruộng trên cánh đồng. Phong cảnh đặc trưng của ba miền. Ông Khánh cho hay, sắp tới những bức tranh này được đăng ký để xác lập kỷ lục Việt Nam và chúng tôi sẽ mở cửa đón du khách đến chiêm ngưỡng tuyệt tác này.